bạn đã quay trở lại với Top Mobile Games. Ở những thông tin mới nhất thì Barcelona đang đàm phán để có được chữ ký của Lautaro Martinez đang đá ở Inter Milan. Vậy còn Juan Cucho Hernandez là ai? Và tại sao anh ấy sẽ xuất hiện trong video này? Đây sẽ là video so sánh giữa hai cầu thủ và What If? Nếu như họ đá cùng nhau thì sao? Hãy nhớ rằng video này mang nhận xét cá nhân của chính mình và chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. Đừng quên like và subscribe để mình tiếp tục ra thêm nhiều video hơn nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ so sánh một chút về tốc độ. Và tiếp theo là khả năng trong trận đấu bao gồm dây dắt, dứt điểm và tỉ đè. Vì cả hai cầu thủ đều có vị trí sở trường là CF, đá cắm. Về mặt chỉ số ban đầu và sau khi max, tốc độ của Cucho có phần nhỉnh hơn Lauro. Do đó, Cucho có thể ra sang bên cánh nhiều hơn để đón đường truyền, hút người và tạo khoảng trống cho cầu thủ khác chạy chỗ ở sơ đồ 1 tiền đạo. Còn với chỉ số truyền thì Lauro sẽ tốt hơn, thích hợp với sơ đồ 2 tiền đạo. Giống như bây giờ anh ấy đang đá ở Inter với Lukaku. Có thể phối hợp 1-2 kết hợp với tốc độ ổn để bứt tốc thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Còn về mặt thực chiến thì sao? Đầu tiên sẽ là Juan Cucho Hernandez. Chỉ số tổng quát không cao và chỉ là bóng bạc thôi. Thực sự thì chưa nói hết được khả năng in-game của anh. Dứt điểm ổn, chạy chỗ tốt, có thể giặt cánh khi bạn đang tìm một phương án phản công nhanh. Chiều cao thực sự không quá ấn tượng với 1m76, nhưng khả năng chọn vị trí đánh đầu cũng khá tốt, thì có nhận thức tấn công là 89. Thế hình nhỏ con nhưng sở hữu lối chơi Box in the Box, giúp anh chớp thời cơ nhanh trong khu vực 16m50. Và thực sự không có quá nhiều tiền đạo sở hữu lối chơi này. Điểm trừ là stamina không quá cao nên dễ bị đuối ở cuối trận. Các huấn luyện viên nên cân nhắc kéo anh ra và thay một super sub vào. Với Lautaro Martinez, anh đã khá nổi từ cả ngoài đời như từ PES 2019. Một viên ngọc thực sự của Argentina. Ở trong game, Lautaro có khả năng chạy chỗ tốt, nhận đường truyền và dứt điểm một chạm khá hay. Ở những thời khắc cần sự đột phá, anh cũng có thể tự rê bóng và tự dứt điểm. Chỉ số cớ lòng là 85, nên bạn cũng có thể tạo ra những cú cớ từ xa với Lauro. Có thể hình chỉ là 1m74, cũng không kém cạnh trong những pha dứt điểm bằng đầu. Mặc dù nếu chơi đầu thì mấy ông 1m90 trở lên sẽ có lợi thế hơn. Lối chơi goal poacher cũng giúp anh trở thành một sát thủ, luôn rình để vượt qua hậu vệ bất cứ lúc nào. Và cuối cùng là What If? Nếu như hai ông này đá cùng nhau thì sao? Sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo khi bạn đã có hai nòng súng lúc nào cũng sẵn sàng đột phá, phối hợp và dứt điểm. Mình đã test với chiến thuật là 4-1-3-2 của Cuba, huấn luyện viên Bồ Đào Nha của tuyển Hàn Quốc. Cùng với các vệ tinh xung quanh, hai thanh niên này tạo ra quá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bạn. Lối đá counter cực kỳ khó chịu vì cả hai đều có tốc độ tốt và đặc biệt là Cucho. Tóm lại, nếu như cả hai là đồng đội của nhau, sẽ là một cặp đôi đáng xem giống như Dwight York và Andy Cole vậy. Cảm ơn các bạn đã đón xem video What If? Nếu hai thanh niên này đá cùng nhau thì sao? Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Peace!